Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật mời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dặn hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Rồi họ mở tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong sứ điệp hòa bình thế giới đầu năm nay 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng trên thế giới ngày nay có đến hơn 250 triệu người di dân, trong đó 22,5 triệu người là những người tị nạn. Họ là những người nam và người nữ, trẻ em, thanh thiếu niên và những người già cả đang tìm kiếm một nơi để sống trong hòa bình. Để được nơi ấy, nhiều người trong số họ sẵn sàng liều mạng dấn thân vào một hành trình mà đa phần vừa lâu dài vừa đầy nguy hiểm. Họ sẵn sàng chịu đựng nhọc nhằn gian khổ, đối mặt với những hàng rào kẽm gai và những bức tường được dựng lên để ngăn không cho họ đến. Tại sao có tình trạng này xảy ra trên thế giới? Thưa Đức Giáo Hoàng Francisco trả lời rằng, vì con người ngày nay đánh mất lương tâm trong sáng ngay từ đầu Thiên Chúa đã đặt để nơi con người. Một trong những sự trong sáng đó là tình huynh đệ và tình người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay lễ Chúa Hiển Linh, hay còn gọi là lễ Ba Vua. Ba vua cũng là các nhà chiêm tinh tìm đến bái thờ Chúa Giêsu mới sinh, vua trời xuống thế. Các ngài đã tìm thấy Chúa Giêsu mới sinh nhờ một vì sao sáng chiếu trên bầu trời ở phương Đông. Điều đáng chú ý ở đây là sự nhiệt tình, tích cực và kiên trì của ba vua tìm cho được Chúa, dù ngôi sao ấy lúc ẩn lúc hiện. Khi ngôi sao sáng, họ đi theo ánh sao dẫn đường. Khi ngôi sao biến mất, họ buộc phải tự tìm đường, nhưng họ vẫn hy vọng, không hồ nghi về tính xác thực của ông vua đã được ngôi sao kia báo hiệu. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi không có ngôi sao, họ dùng tới những phương tiện thông thường là hỏi han, đến tận vua nước này để hỏi. Ấy nhưng vua nước này là vua Herode không biết. Ngài triệu tập các thượng tế và các kinh sư để hỏi họ, họ cũng không biết. Nhưng khi mở Kinh Thánh ra, họ trả lời:
tại Bethlehem miền Giu-đê. Thế là các đạo sĩ đã tìm thấy nơi Chúa Giê-xu mới sinh một cách chính xác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các nhà chiêm tinh đã đến gặp Chúa nhờ ánh sao soi đường. Thử hỏi con người ngày hôm nay nhờ ánh sao sáng nào mà gặp được Chúa? Thưa, mỗi người Chúa dựng nên đều có lương tâm. Lương tâm giống như một tấm bảng chỉ đường, như là ngôi sao sáng trong đêm tối, để con người phân biệt được ranh giới thiện và ác. Lương tâm đó, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính là đền thờ Chúa ngự. Và ở đó, Chúa tỏ mình cho chúng ta, để ta đến gặp Ngài và sống với Ngài, để rồi Ngài dẫn đưa cho chúng ta đến bến bờ thiên đàng bình an và hạnh phúc. Vâng, quả thế kính thưa quý ông bà và anh chị em, con người ngay từ đầu đã có tâm thiện, cho nên ông bà ta nói nhân chi sơ tính bản thiện. Lương tâm thiện này được Thiên Chúa đã đặt để vào trong cung lòng con người khi Ngài dựng nên con người. Vì vậy mà con người có giá trị cao hơn mọi loài thù tạo khác. Và hơn nữa, giá trị đó được đánh đổi bằng cái chết của Chúa Giê-xu, ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người ngày hôm nay đang tỏ hiện ra cho mọi người chúng ta biết. Cho nên Chúa Giê-xu hằng mong mỏi chúng ta rằng: anh em phải có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán ai thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án ai thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh chị em hãy tha thứ thì Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ cho anh chị em. Anh chị em hãy cho thì được Thiên Chúa cho lại. Quả thật, người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Và hễ có thì nói có, và không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống, lương tâm của chúng ta bị điều kiện hóa bởi xã hội. Có nghĩa rằng, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền này, cho nên tôi phải mua gian bán lận. Ở trường ai ai cũng gian lận trong học tập thi cử, nên tôi cũng làm được. Hay là vì xã hội cho phá thai, bạo lực học đường hay là bạo lực gia đình xảy ra mà không ai lên án, cho nên tôi cũng làm nơi bản thân tôi, nơi tình yêu của tôi hay nơi gia đình của tôi mà lương tâm tôi không cắn rứt và cũng không cảm thấy đau lòng và xót xa khi tôi đã đánh hay là đã giết người. Người đó đâu ai xa lạ mà là chính vợ con của mình, máu mủ của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vì lương tâm bị điều kiện hóa nên lương tâm của chúng ta không còn chỗ cho Chúa ngự. Tiếng nói của Chúa không còn vang dội trong lương tâm của mình nữa. Tại sao? Bởi vì lương tâm của chúng ta đầy ắp điều xấu và chai lì với tội lỗi, đến nỗi không biết rằng chúng ta đang sống phần con mà đánh mất phần người. Chẳng màng chi tới việc tốt, hay chẳng cần nghe tiếng nói lương tâm hay tiếng nói của Chúa thúc bách chúng ta là hãy làm lành lánh dữ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính lúc ấy, ánh sao trong lương tâm của chúng ta không còn bừng sáng nữa. Nó bị chai lì hay tắt liệm đi bởi vì nó bị bóng đêm tội lỗi che phủ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi ánh sao tắt liệm, các đạo sĩ đã nhờ Thánh Kinh tìm đến Chúa Giê-xu. Cũng vậy hôm nay, khi lương tâm của chúng ta liệm tắt, hãy mở Thánh Kinh, mở lời Chúa ra mà đọc và sống lời Ngài, để ánh sao lương tâm của chúng ta bừng sáng lên các nhân đức, thánh và thiện. Cho nên, người Kitô hữu hôm nay không chỉ có lương tâm mà là có giáo huấn tin mừng, giúp chúng ta sống đời người đầy thiện hảo, trong sáng và chân thật, nhờ Thiên Chúa là đấng chân thiện mỹ làm nên sự sống, làm nên tâm hồn và mọi sự tốt đẹp cho chúng ta. Vì vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, là cha là mẹ, là những người lớn phải có trách nhiệm với con cái, là phải giáo huấn lương tâm con cái theo tinh thần Kitô giáo. Đó là
Thứ nhất, đừng dùng phương tiện xấu để đạt tới mục đích tốt. Thứ hai, hãy làm cho người khác điều ta muốn người khác làm cho mình. Thứ ba, đừng xúc phạm đến thể xác và tinh thần người khác. Và cuối cùng, đừng làm gương mù gương xấu cho người khác. Như vậy, chỉ với lương tâm này, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta mới sống đúng với phẩm giá con người và phẩm giá một người Kitô hữu, xứng đáng là con cái Thiên Chúa, con cái của sự sáng. Cho nên, trong thông điệp hòa bình thế giới năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng, tự bản chất, con người là hữu thể có tương quan, được an bài và phải đi tìm sự trọn đầy qua các tương quan liên vị trong cuộc sống, được gợi hứng bởi sự công bằng và tình yêu. Nên việc nhân phẩm tự do và tính tự trị được thừa nhận và tôn trọng công bằng và tình yêu. Vì vậy, hãy để ánh sáng lời Chúa vào lương tâm chúng ta. Khi ấy, chúng ta có thể xem tất cả mọi người không còn là nô lệ, di dân, kẻ thù vân vân, nhưng là anh chị em với nhau. Ước gì qua lời Chúa ngày hôm nay, các đạo sĩ nhờ ánh sáng lời Chúa soi dẫn đã bước vào hang đá và nhìn thấy hài nhi Đức Mẹ và Thánh Giuse, họ liền sấp mình thờ lại Ngài. Chúng ta cũng vậy, hãy bắt chước các đạo sĩ, siêng năng học hỏi Thánh Kinh và sống lời Chúa dạy để lương tâm chúng ta thật sự bừng sáng lên những ánh sáng của sự chân thật, ánh sáng của phục vụ và yêu thương, ánh sáng của niềm vui và an bình, ánh sáng của can trường bất khuất, ánh sáng của tha thứ và sẻ chia, để trong Đức Giêsu Kitô và nhờ tin mừng của Ngài, những anh chị em chưa biết Chúa cũng nhận ra Chúa và nhận Chúa làm gia nghiệp như chúng ta, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ một điều mà Thiên Chúa hứa với tất cả mọi người, như lời Chúa trong bài đọc một rằng: mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Alleluia. Trên trời cao, đầy ánh tình tu giang chiếu, trần gian bừng sáng vinh quang huy hoàng, tỏa lan gió đêm tối. Trên trời cao, đầy ánh tình tu giang chiếu, nay đây con Chúa giáng sinh giữa chốn đường nghèo, vui lên con Chúa của bình an đã đến. Trần gian giá lạnh được sưởi ấm trong đêm mùa hai, ra đời vui lên con Chúa của bình an đã đến. Trần gian máu tới tôn vinh ngôi hai làm người. Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới, xem là ba giáng oai phong thời thời. Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới, xem là ba vua trong đông phương oai phong giáng người. Tay mang kim nhu mộc dược và hương quý, tìm con Chúa Trời vừa sinh giữa đêm đông về lên lạnh lùng. Ba vua hằng hai đi tìm con Thiên Chúa, quỳ dâng của lễ tôn vinh thay cho nhân loại. Hãy
con Chúa Giáng sinh cứu rỗi con người, ta mau đi khắp cõi trần gian tăm tối, truyền giao danh Chúa cho muôn muôn dân trên.